Tại sao cô ấy lại từ bỏ Instagram và chuyển sang tip? Một bức ảnh tôi đã tải lên nền tảng tip có liên quan trực tiếp đến tiền bạc. Bạn nghĩ sao? Cô ấy là một người phụ nữ rất khôn ngoan và thông minh. Thời gian có phải là tiền bạc không? Facebook, Instagram và Twitter là sự lãng phí tiền bạc. Cô ấy đã phát hành loại tiền tệ của riêng mình. Tip coi có thể in tiền như điên cô ấy tận hưởng mỗi ngày và mơ ước trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm tại sao bởi vì cô ấy biết tương lai của nền tảng tip và sức mạnh bùng nổ của nền tảng này sau đó tip mơ ước được niêm yết trên nasdaq của hoa kỳ và kospi của hàn quốc người tạo ra tip coi là một người hàn quốc tên là cha Qua sân, nếu bạn là người giữ lời hứa bạn có thể sở hữu bitcoin trong tương lai với tipcoin và trở nên giàu có